Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là mình sẽ giới thiệu những kênh YouTube mà mình đã từng học nha các bạn. Thì đây là mình sẽ giới thiệu cho các bạn những kênh YouTube mà đam mê điện tử mình xem nha các bạn. Thì kênh thứ nhất đó là kênh Tôi Yêu Nghề. Thì kênh này chuyên chia sẻ về các mặt điện công nghiệp, tủ điện công nghiệp này kia rồi các bạn. Trong đây là các bạn tủ điện công nghiệp này kia, biến tần này kia rồi đó, những video của kênh YouTube này nè các bạn. Anh em mặt điều khiển bơm cắt hai động cơ luân phiên nè, mặt khởi động sao tam giác nè. Đây là kênh YouTube về, đây là một số con biến tần nè các bạn. Thì đây là, đây mình sẽ không mở video lên nha các bạn vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng bản quyền của YouTube đó các bạn. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem qua. Kênh thứ nhất là kênh Tôi Yêu Nghề, kênh này chuyên làm về các mặt điện, tủ điện công nghiệp. Và kênh thứ hai là của mình đó, là kênh của Anh Hà Điện. Kênh của Anh Hà Điện này chuyên review về các mặt điện nha các bạn. Thì đây nè các bạn, chuyên review rồi. Đây là cái máy đóng xe pin này kia đâu á. Đây là cái đây nè, kênh này review về lo này kia rồi các bạn. Kênh này thì được 324.000 người đăng ký. Kênh này cũng khá là nổi tiếng cho các bạn. Ai mà học điện hay điện tử này kia rồi đều biết, cũng sẽ biết đến kênh của Anh Hà Điện. Và kênh thứ ba của mình ấy, giới thiệu các bạn, đó là kênh Chế Tác. Kênh này được 95.000 người đăng ký. Thì đây là các bạn, thì mình biết đến cái kênh Chế Tác này vào năm 2019, cách đây cũng khoảng gần 3 năm mà, cũng khá là lâu. Kênh này làm về một số cái mạch nha các bạn. Này xe cảm biến vật cản vừa lai này kia luôn đó. Đây là kênh thứ ba. Còn kênh thứ tư là kênh của HTBG189. Kênh này cũng khá là nổi tiếng. Thì kênh này cũng được là 245.000 người đăng ký. Thì chia sẻ về những kiến thức về điện tử không các bạn. Kênh này cũng rất là hay các bạn. Kênh của HTBG189. Và tên kênh này là kênh của Fishburg, hồi đó là có tên là Bách Khoa Điện Tử. Kênh này thì được 74.000 người đăng ký. Kênh Fishburg, kênh này được 74.000 người đăng ký. Thì kênh này của Điện Tử Bách Khoa đó, chia sẻ những cái mạch điện này các bạn. Thì mình rất là quan tâm và theo dõi cái kênh YouTube này. Kênh và kênh này tiếp tục là kênh Sáng Tạo.com. Kênh này cũng review về điện tử này, chế tác này kia rồi các bạn. Tiếp đến là kênh của Mr. Chế. Kênh này lượng sub cũng khá là cao, 336.000 người đăng ký. Cũng chia sẻ mặt điện này kia rồi trong cuộc sống. Theo là kênh của Dạy Nghề Bách Khoa này, của giáo viên là Xuân Vĩnh. Kênh này chia sẻ về tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa này kia nữa. Kênh này và kênh kế tiếp nữa, kênh này của cái này là của kỹ sư Nguyễn Đức Tiến Luyện này các bạn, thi công công tơ điện. Kênh này cũng lắp mạch điện, tủ điện này kia cũng giống như kênh Tôi Yêu Nghề vậy đó. Kênh Tôi Yêu Nghề với kênh kỹ sư Nguyễn Đức Tiến Luyện này nè, cũng hai kênh này giống nhau, cũng lắp tủ điện này kia. Và một kênh cuối cùng, kênh
Kênh cuối cùng là kênh của Vũ Kiên Sửa Sửa Điện Tử. Mình rất là quan tâm đến kênh YouTube này. Kênh này rất là nặng về kỹ thuật các bạn. Thì muốn xem kênh này hiệu quả thì các bạn phải có một số kiến thức về kiểm tra linh kiện MOSFET, IGBT, transistor và diode này kia, kiểm tra linh kiện nó sống chết như thế nào này kia rồi á, cách hoạt động và cũng như của nó như thế nào. Thì kênh này được 52,4 nghìn người đăng ký. Kênh này rất nặng về kỹ thuật và kênh này đặc biệt nó sẽ chuyên về sửa bit từ các bạn. Nó sẽ chuyên về sửa bit từ nội cơm điện, nguồn xung này kia đâu đó. Thì kênh này của một người bác này ở Hà Nội, dù danh sách phát của bác này thì bác nó có biết 60 video sửa chữa nguồn xung lắm. Nên mình không có phát lên vì sợ bản quyền của YouTube rồi các bạn. Chào tất cả. Và sửa chữa nồi cơm thì nó tới 101 video lần. Và điện tử căn bản thì tới 85 video. Sửa quạt, rồi sửa cái mạch sạc xe đạp điện tới 70 video nữa các bạn. Sửa bếp từ, rồi sửa lò vi sóng, sửa máy hàng điện tử này kia nữa. Thì kênh này mình mỗi lần đăng video lên mình đều có xem hết. Kênh Vũ Kiên sửa điện tử. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kênh YouTube. Đây là những kênh nổi bật và kênh của Việt Nam nha các bạn. Thì video về giới thiệu về những kênh YouTube mà kênh Đam Mê Điện Tử học á, thì đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu xem đến đây mà các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh ủng hộ mình. Và cũng như bật chuông thông báo để mình ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.